Chào mừng các bạn đến với video giải đề qua Speed Talk. Thầy là Trần Lộc và hôm nay thầy sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ cùng giải những câu hỏi ở các dạng đề Matching Feature, Matching Information và Sentence Completion ở Passage 2 và Test 2 của Cambridge 17 nhé. Bạn nào đã giải bộ đề này rồi hay chưa cũng có thể cùng thầy xem qua video này để có thể rút ra được cách xử lý các dạng đề này một cách hiệu quả hơn ở kỳ thi IELTS sắp tới nhé. Nào, không còn kiêng kê gì nữa, let's get started. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ giải Passage 2 của Test 2 quyển Cambridge 17 ha các bạn. Thì ở đây chúng ta có một cái chủ đề là A Second Attempt at Domesticating Tomato. Cái nỗ lực lần thứ hai để trồng cái cà chua trong nhà các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chúng ta sẽ phải giải những câu hỏi ở dạng đề gì ha. Thì đây chúng ta có thể thấy rằng là ở từ câu 14 đến câu 18 thì đây là dạng bài matching information, họ sẽ hỏi chúng ta rằng là những cái câu hỏi này, những cái thông tin này nằm ở đoạn nào trong bài. Và you may use any letter more than once. Câu này có nghĩa rằng là có nhiều hơn một thông tin có thể nằm trong một đoạn nha các bạn. Và ở phần thứ hai chúng ta sẽ đến với dạng bài là matching features và có một cái tên gọi khác là matching names, tức là họ sẽ cho chúng ta một cái list tên của những cái nhà nghiên cứu này và họ hỏi rằng là những cái thông tin này chính là statement của ai trong cái list này đó các bạn. Và tất nhiên you may use any letter more than once, một người có thể có nhiều statement ha, nhiều hơn một statement. Và cuối cùng là dạng bài sentence completion. Và ở đây chúng ta có thể thấy rằng là từ câu 4 câu 6 chúng ta sẽ giải dạng sentence completion. Và nó ở dạng câu hỏi này thì họ bài đọc chỉ cho chúng ta điền được một chữ nha các bạn, one word only. Ok, đó là phần tổng quan và những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ giải trong cái reading passage 2. Bây giờ thầy sẽ tiến hành giải cái phần matching information trước nha các bạn. Thầy tiến hành giải cái dạng bài này trước. Từ câu 14 đến câu 18 chúng ta cùng tiến hành đến câu 14. Thì câu 14 ở đây nó nói rằng là A reference to a type of tomato that can resist a dangerous infection. Ok, thì ở đây cái a reference to a type of tomato có nghĩa rằng là cái việc đề cập tới một cái loại cà chua, đề cập tới một, và cái việc nói đến một cái loại cà chua that can resist a dangerous infection, tức là có thể chống lại được một cái căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Ok, thì cái thông tin đó chúng ta cùng đọc cái câu này ở đoạn C cùng với thầy ha. Nó có nói một câu như thế này. Có một vài loài được trồng trong nhà. Cái chữ strain này chính là loại các bạn. Nó bằng nghĩa với types. Thì redomesticated several strain of wild tomato. Thì họ trồng những một vài cái loài mà một cái vài loài vài cà chua ở trong nhà with desirable trait loss, những cái đặc điểm mà đáng mong muốn bị mất đi trong. Thì ở đây cái câu này chúng ta có thể đọc được là nó nhắc đến một vài cái loài về một vài loại cà chua mà được redomesticated, được trồng lại trong nhà. Với những cái đặc điểm mà bị mất đi. Ok. In this way, they managed to create a strain resistant. Ở đây chúng ta thấy cái chữ resistant. Đó là sự, nói đây các bạn, sự chống lại ha, chống lại. Thì bằng cách này thì họ có thể tạo ra được một cái loại mà có thể chống lại một cái căn bệnh thông thường, một cái căn bệnh a common disease, một cái căn bệnh quen thuộc thông thường tên là bacterial spot race. Ok. Which can devastate you. Cái căn bệnh bacterial spot race đó có thể hủy hoại mùa màng, hủy hoại cái sản lượng. Thì rõ ràng chúng ta có thể thấy ở cái thông tin này của đoạn C nó có nói đến một cái loại tomato mà có thể chống lại một căn bệnh truyền nhiễm.
Thì như các bạn cũng đã biết thì chúng ta có một cái căn bệnh tên là bacterial spot race. Ok, bacterial spot race là một cái căn bệnh truyền nhiễm mà nó đang nói tới trong cái bài này ha. Và nó dangerous không thì cái thông tin đằng sau đó các bạn, which can devastate you, đó phá hoại sản lượng, phá hoại mùa màng nè, thì rõ ràng đó chính là cái chữ dangerous mà đang nói tới ở câu số 14. Và rõ ràng là thông tin vừa rồi ở đoạn C chúng ta thấy được là nó kêu là redomest, cái loại cà chua mà có thể chống lại được một căn bệnh truyền nhiễm chính là phần này. Họ tạo ra một loại, nè, create a strain có thể gọi là chống lại một căn bệnh mang tên là bacterial spot race. Bacterial spot race mà có thể phá hoại mùa màng sản lượng được. Vậy thì đó chính là dendrite infection. Do vậy đáp án đầu tiên của câu số 14 chính là nằm ở đoạn C ha các bạn. Ok. Rồi, chúng ta cùng đến với câu số 15. An explanation of how problems can arise from focusing only on certain type of tomato plant. Ok, một cái lời giải thích về những cái vấn, một cái lời giải thích về làm thế nào mà những cái vấn đề này nó có thể tạo ra, nó có xin lỗi các bạn, là nó có thể được xảy ra từ cái việc mà chúng ta chỉ tập trung vào một loại duy nhất, một loại nhất định mà thôi, một cái loài cây cà chua nhất định mà thôi. Một cái lời giải thích về làm thế nào mà những vấn đề có thể xảy ra từ cái việc tập trung vào một cái loài cây cà chua nhất định mà thôi. Thì chúng ta cùng đọc cái công tin này ở đoạn B với thầy ha. Nếu mà chúng ta tập trung vào một loài cà chua nhất định, cái thông tin mà tập trung vào một loài cà chua nhất định đó, thì các bạn đọc khúc này. Every time a single plant tức là một loại cây đơn mà thôi, single plant tức là có một loại cây thôi, nó đang nói đến a certain type of tomato plant các bạn. Và trong thông tin này nó nói như thế nào? Mỗi lần mà cái single plant, cái loại cây đó, một cái loại cây đó với một cái mutation tức là cái việc bị biến đổi gen đó các bạn, cái việc bị biến đổi gen đó, thì nó được lấy từ cái lượng tới từ cái dân số lớn hơn. Ở đây cái chữ larger population tức là cái sự phân bổ dân của những cái cây này ha, thì nó một cái loài cây nó lấy từ cái giống loài lớn hơn cho cái việc phối giống, for breeding. Thì những cái problem nó xảy ra mà cái câu thông tin của câu số 15 này nó tới đó chính là much genetic diversity is lost. Các bạn biết cái genetic diversity là gì không nè? Đó chính là sự đa dạng về mã gen sẽ bị mất. Nếu họ chỉ tập trung vào một cái loài cà chua nhất định thì ở đây người ta có nói đến chữ single plant nè. Và khi tập trung vào một loài cây như thế này thì genetic diversity is lost. Thì các bạn, sự đa dạng về gen sẽ bị mất. Và một cái problem khác nữa ở trong cái thông tin này nó cũng nói tới đó chính là một vài cái biến đổi mà họ mong muốn, desirable mutation là một vài cái biến đổi mà họ mong muốn, biến đổi gen mà họ mong muốn, thì nó lại xuất hiện ra những cái đặc điểm mà họ không hề mong muốn một chút nào. Ok, the desirable mutation come with less desirable traits. Đó chính là cái problem thứ hai, đó chính là những cái biến đổi mà họ mong muốn thì nó lại tạo ra những cái đặc điểm mà họ không hề mong muốn hoặc là ít mong muốn hơn. Và họ đưa cho mình một cái ví dụ ha. Những cái loại cà chua mà được trồng ở siêu thị sẽ bị mất mùi, have mất mùi của chúng, have lost much of their flavor. Và rõ ràng đó chính là những lời giải thích cho việc chúng ta thấy được là những cái problem nó xảy ra như thế nào nếu như chúng ta chỉ tập trung vào một loại cây cà chua duy nhất. Do vậy, đáp án của chúng ta sẽ là 15B. Được chưa các bạn? Chúng ta cùng đến với câu 16. Một số ví dụ, a number of examples đó các bạn, a number of examples về những cái cây mà not cultivated, có nghĩa là những cái cây mà chưa được trồng ở hiện tại
nó chưa được trồng ở hiện tại, nhưng nó sẽ hữu ích, nhưng nó sẽ cực kỳ hữu ích cho những cái nguồn thức ăn, đúng không các bạn? Rồi chúng ta cùng nhìn nó đoạn y với thầy. Ở đây nó có, ở đây chúng ta có thể thấy là ở đoạn y này chúng ta có thể thấy xuất hiện những cái loài, một số ví dụ về những cái thực vật, đó chính là foxtail, old grass, cowpea, đúng không các bạn? Thì ở đây những cái loài này nó chưa được trồng, bởi vì trong bài này nó kêu là the three teams already have their eye on all the plants that could be catapulted, right? Thì ở đây nó có nghĩa là những cái cây này nó có thể được cho ra, nó có thể catapulted into the mainstream, có nghĩa là nó sẽ được đưa vào để trồng một cách chính thống các bạn ha. Nó sẽ được đưa vào để trồng một cách chính thống. Thì những cái cây này có thể được đưa vào một, có thể được đưa vào để trồng một cách chính thống, tức là ở hiện tại nó chưa được trồng, nó có thể được đưa vào trồng một cách chính thống thôi. Catapulted into the mainstream. Thì họ đang để mắt tới, các bạn có thể thấy được những cái cụm như là have their eye on nè các bạn ơi. Họ đang để mắt tới những cái cây mà có thể được trồng một cách chính thống. Và cái thông tin đó chúng ta biết thấy được rằng là những cái cây này chưa được trồng, những cái foxtail và cái old grass này và cowpea này là chưa được trồng. Nhưng mà bây giờ chúng ta xem có cái thông tin đó nói đến việc là tụi nó có useful với food sources hay không. Thì ở đây chúng ta thấy một cái câu là bằng cách sử dụng những cái plant, cái wild plants đó, những cái wild plants nó đang nói tới đó chính là foxtail, old grass và cowpea nè. Thì nói là sao? We could create crops that will thrive even as the planet warms. Thì bằng cách chọn những cái wild plants, những cái cây hoang dã đó, thì chúng ta có thể tạo được những cái mùa màng mà có thể phát triển luôn. That will thrive, có thể phát triển rất mạnh. Thậm chí là khi những cái planet warm, thậm chí là the planet warm, tức là các bạn có biết là hiện tượng nóng lên toàn cầu không? Thì chúng ta có chữ global warming đúng không? Thì ý đang nói ở đây đó chính là cái hiện tượng global warming đó các bạn, là khi mà cái hành tinh này nóng lên đó, as the planet warms, tức là cái hành tinh này mà nó nóng lên đó, thì khi chọn những cái cây hoang dã đó, những cái cây mà có thể chịu đựng được hạn hán cũng như là sức nóng nè, nhiệt nè, thì chúng ta có thể tạo ra sản lượng mà có thể tạo ra những cái mùa màng mà có thể phát triển khi cái hành tinh này nóng lên. Thì đó, cái crops nó đang nói tới đó chính là food source đó các bạn, đúng không các bạn? Mùa màng, đúng không các bạn? Chính là tạo ra nguồn thức ăn chứ còn gì nữa. Và nó rất là useful, đúng không? Tại vì khi trái đất nóng lên thì chúng ta vẫn tạo ra được những cái mùa màng mà có thể phát triển được. Rất là useful luôn, rất là hữu ích luôn. Do vậy, ở câu thứ 16 này đã nhắc tới những cái ví dụ về thực vật, đó chính là foxtail, old grass và cowpea. Đây là những cái thực vật mà chưa được trồng ở hiện tại. Nó mới được ba cái team này để mắt tới thôi các bạn, chứ chưa được trồng ha. Ok, và nó có useful với crop không? Chứ nó có useful với as a food source thì có ha. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có đọc thông tin này, nó kêu là chúng ta có thể tạo ra những cái mùa màng mà có thể phát triển, thậm chí khi mà cái trái đất này nóng lên luôn, cái hành tinh này nóng lên luôn, thì đó chính là cái việc useful as food sources đó. Ok, và sau khi đọc cái thông tin đó xong, chúng ta thấy rằng là câu 16 nằm ở đoạn y ha các bạn. Ok, chúng ta cùng đến câu 17. Comparison between the early domestication of the tomato and more recent research. Một cái sự so sánh giữa cái việc mà trồng trong nhà ở thời kỳ trước, trái cà chua này trong nhà ở thời kỳ trước với những cái nghiên cứu hiện tại gần đây. Thì chúng ta hãy cùng kéo lên và chúng ta hãy đọc cái đoạn đầu tiên nha các bạn. Chúng ta coi cái sự so sánh đó là gì. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái câu thông tin câu số 7 nói về cái sự so sánh giữa early domestication, tức là cái sự of tomato, tức là cái sự trồng trái cây, trồng cà chua trong nhà ở những cái thời kỳ trước đó, và những cái nghiên cứu gần đây, thì họ sánh như thế nào. Chúng ta cùng đọc ha. Hiện tại thì có hai cái team ở Brazil và China đã thực hiện done it all over again, thực hiện cái việc mà trồng cây trồng
trồng trồng cái cây cà chua này trong nhà, cũng như là cultivate nó để lấy làm thức ăn các bạn, để lấy làm thực phẩm á. Thì hai cái team ở Brazil và China đã thực hiện rất là nhiều lần cái chuyện này rồi, trong vòng ít hơn 3 năm, in less than 3 years. Và họ làm nó tốt hơn bằng một cách nào đó, họ có thể họ đã làm nó tốt hơn. And they have done it better in some way. Họ đã làm tốt hơn. As the redomesticated tomato are more nutritious and the ones we eat at the present than the one we eat at present. Ở cái công thông tin này chúng ta thấy rằng là hai cái team này đã trồng lại cái quả cà chua trong nhà, và những cái quả cà chua trong nhà này được trồng lại, được đưa vào trong nhà để trồng lại như thế này, nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn, are more nutritious hơn là những cái trái cà chua chúng ta ăn ở hiện tại. Thì chúng ta thấy rằng là những cái trái cà chua chúng ta ăn ở hiện tại, nó đang nói đến cái việc là cái việc chúng ta trồng cà chua theo cách truyền thống, theo cách thời kỳ trước á, đúng chưa các bạn? Chúng ta đang ăn những quả cà chua ở early, ở cái cách mà cà chua được trồng nhà ở thời kỳ trước, là cái cách mà chúng ta đang ăn đó, được chưa? Thì rõ ràng những trái cà chua mà chúng ta đang ăn ở hiện tại nó ít dinh dưỡng hơn với những trái cà chua mà được thực hiện bởi hai cái nhóm nghiên cứu ở Brazil và China này, đúng chưa? Thì đó chính là sự so sánh giữa cái việc trồng cà chua ở thời kỳ trước, trồng cà chua trong nhà ở thời kỳ trước với những cái recent research bây giờ. Thì recent research là những cái sự nghiên cứu gần đây, nó đang nói tới cái sự nghiên cứu gần đây, đó chính là cái sự nghiên cứu của hai cái team Brazil và China các bạn. Thì rõ ràng là họ, cái sự nghiên cứu của họ, họ đã mang được, họ đã trồng, họ đã mang được những cái trái cà chua mà được trồng lại trong nhà, mang nhiều chất dinh dưỡng hơn cái trái cà chua mà chúng ta đang ăn hiện tại. Mà cái trái cà chua mà người ta ăn hiện tại đó chính là những cái trái cà chua mà được trồng trong nhà theo cách truyền thống, theo cách từ trước đến nay. Thì ở đoạn A này, chúng ta có thể thấy là nó đã cho chúng ta thấy được cái sự so sánh giữa hai cái cách làm cà chua, hai cái cách trồng cà chua trong nhà. Một cách đó chính là những quả cà chua được trồng lại trong nhà ở cái team hai cái team Brazil và China này làm, và những cái trái cà chua mà đã được trồng trong nhà theo cách truyền thống từ trước đến nay, đó chính là the one we eat at the present. Chúng ta thấy được hai cái sự so sánh đó ha. Ok, ta cùng đến với câu số 18. Thì ở câu số 18 này người ta nói gì? Personal reaction. Một cái phản ứng cá nhân, một cái phản ứng của một cái người nào đó. A personal reaction to the flavor of a tomato. Cái phản ứng của một cái cá nhân đến với cái vị của một trái cà chua. Mà cái vị của cái trái cà chua này như thế nào nhỉ? Has been genetically edited, cái này gì các bạn? Đã bị biến đổi về gen. Đã bị thay đổi về gen các bạn, đã bị chỉnh sửa về gen. Chúng ta có thể hiểu bằng nghĩa nào cũng được ha. Thì cái phản ứng của một cá nhân đối với cái hương vị của một trái cà chua mà đã bị biến đổi gen rồi, has been genetically edited, thì cái phản ứng đó, cái phản ứng nó như thế nào, thì chúng ta cùng đến với cái đoạn C với thầy ha. Ở đoạn C này chúng ta thấy một câu. Ở đây có một cái họ thay đổi một cái gene gọi là fruit whey, được chưa các bạn? Thì ở đây họ biến đổi gene bằng cái ông Kittler nè, cái team của ông Kittler này các bạn, ông triple the size of fruit by editing a gene called fruit whey. Ông đã tăng kích thước của trái cây lên tới gấp 3 lần bằng cách thay đổi mã gene, editing a gene bằng cách thay đổi mã gene gọi với tên là fruit whey, thay đổi cái gene mang cái tên là cân nặng của cái quả của cái trái cây đó, fruit weight, and increase the number of tomato per truss, và tăng luôn cái số lượng cà chua ha, các bạn, tăng luôn cái số lượng cà chua bằng cách thay đổi một cái mã gene khác nữa mang tên là multiflora. Ok, alright, thì chúng ta có thể thấy được á, là ổng tăng về số lượng quả cà chua ở mỗi cành, cũng như là ổng tăng cái kích thước của những quả cà chua này. Thì nó đang nói đến đó là has been genetically edited đó các bạn, thay đổi margin đó.
Thì cái personal reaction là gì? Cái phản ứng của một cá nhân đối với cái vị đó chính gì? Thì các bạn có thể thấy mỗi câu ông nói nè. Ông có lợn nói sao? They are quite tasty. Ôi nó ngon quá. Chúng ngon quá. A little bit strong, đậm đà. Cái chữ strong này phải khỏe mạnh nha bạn. Trong trường hợp này, ý người ta kêu cái hương rất là đậm đà. A little bit strong. And very aromatic. Và rất là thơm nữa. Dừa ngon. Mùi đậm đà và thơm. Đó chính là cái phản ứng của ông Cutler đối với những cái trái cà chua đã bị thay đổi gen đó các bạn. Thì có phải là nó đến personal reaction đối với cái vị của trái cà chua đã bị thay đổi gen đó các bạn. Là ngon quá. Mùi hương thì đậm đà và thơm. Đó chính là phản ứng về của một cá nhân. Và cái cá nhân mà câu số 18 này nói tới đó chính là cái cá nhân là ông Cutler đó các bạn. Ok, chúng ta đã đi hết được từ câu số 14 đến câu số 18 của Reading Passage 2 các bạn. Đó, thì như các bạn đã thấy rằng là để giải được cái dạng bài Matching Information này, các bạn phải hiểu được cái cách diễn đạt của những thông tin này trong bài đọc thì các bạn mới tìm được đáp án. Ok, các bạn mới hiểu được cách diễn đạt của họ ha. Ok, bây giờ chúng ta cùng đến với Matching Name. Chúng ta sẽ tìm coi là những cái statement đề bài cho này được nói bởi ai. Thì ở trong bài này chúng ta thấy có bốn cái tên đề cho, đó như là George Cutler, Cassia Gao, Joyce Vanek và Jonathan Jones. Ok, thì cái dạng bài này các bạn giải đa số các thí sinh khi mà thấy tên của những cái người này có trong bài đọc thì họ sẽ đọc cái statement của họ và họ sẽ suy ra đáp án. Thì bây giờ thầy sẽ giải câu số 19 ha. Câu 19 nó nói domestication of certain plants. Cái việc trồng trong nhà của một số loài cây, một số loài thực vật thì sao? Could allow them to adapt to future environmental challenges. Việc trồng một vài cái cây, một vài loại thực vật trong nhà có thể cho phép họ có thể cho phép chúng sẽ các bạn thích nghi với những cái thử thách về môi trường trong tương lai, tức là thích nghi với những cái khó khăn, những cái thử thách về môi trường trong tương lai. Thì ở đây câu số 19 chúng ta cùng đến coi xem là câu số 19 này được nói bởi cái người nào ha các bạn. Thì các bạn hãy cùng kéo xuống nạn y giúp thầy. Thì ở đây nó có một cái tên là Jonathan Jones. Chúng ta cùng coi Jonathan Jones nói gì ha. Jonathan Jones nói gì ha, thì các bạn cùng xem. By choosing wild plants that are drought or heat tolerant, say gals, we could create crops that will thrive even if the plant is warm. Thì ở đây nó kêu bằng việc trong nhà những một vài cái cây, thì một vài cái cây nó đang nói đến đây đó chính là những cái cây tên là foxtail oak grass và cowpea đó bạn. Adapt to future environmental challenges. Ở đây chúng ta có thấy chữ future. Future tức là tương lai, thì nếu các bạn đọc kỹ các bạn thấy người ta đang dùng thì tương lai nè. Will nè. Thì cái việc mà thích ứng với những cái thử thách về môi trường trong tương lai, nó nói trong bài nó diễn đạt thành sẽ những cái mùa màng của những cái cây này sẽ phát triển được, thậm chí là khi trái đất nóng lên nó cũng phát triển được luôn. Thì cái việc mà cái hành tinh này nóng lên đó chính là cái environmental challenges đó. Và cái chữ future này trong bài nó sử dụng cái thì tương lai các bạn. Environmental challenges này đang nói tới đây đó chính là khi mà hành tinh nóng lên đó chính là cái thử thách về môi trường đó các bạn. Do vậy đáp án của chúng ta sẽ là ai nói nhỉ? Gao nói say gao. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là Cassia Gao 19B. Để cho các bạn chúng ta cùng đến với câu số 20. The idea of growing and eating unusual plants. Cái ý tưởng về việc trồng và ăn những cái cây lạ, unusual plants, những cái cây lạ thường, bất thường, không bình thường, may not be accepted on a large scale. Có thể không được chấp nhận ở một cái phạm vi rộng hơn, ở một cái a large scale đây đó là ở cái phạm vi rộng hơn, thì
cái việc ăn những cái cây này không được chấp nhận. Thì ở đây chúng ta cũng nghe đoạn y này, chúng ta có thể thấy một câu nói như sau: This approach could boost the use of many obscure plants. Ở đây các bạn chú ý đến chữ obscure. Obscure có nghĩa là lạ các bạn. Obscure là một cái loài cây rất là, những cái loài thực vật mang cái tính là không bình thường. Obscure plant là không, tức là những cái cây mà nó không có tiếng tăm, ít người biết. Obscure là không có tiếng tăm, ít người biết, tức là những cái thực vật, những cái cây thực vật này, những cái thực vật này họ, những cái cây này họ không được nhiều người biết đấy. Chính là nó đang nói đến chữ unusual plant đó. Tuy nhiên chúng ta cùng xem ha, nói như câu như thế này. Có một thông tin như thế này: rất là khó cho những cái thức ăn mới có thể được trồng, so popular, có thể được trồng. Rất là khó cho những cái food này có thể được trồng một cách phổ biến với người nông dân cũng như là người tiêu dùng. Và rất là khó để có thể cho những cái thức ăn này có thể trở thành new staple crops, những cái mùa màng mang tính stability các bạn, có nghĩa là mang tính thiết yếu. Rất là khó cho những cái cây mà ít ai biết tới này được trồng một cách phổ biến trong đối với người nông dân cũng như là người tiêu dùng, mà rất khó để chúng có thể trở thành những cái staple crops, tức là những cái mùa mà nó mang tính thiết yếu, những thức ăn mà chủ lực thiết yếu. Rất là khó để chúng có thể trở thành những thức ăn thiết yếu. Thì cái chữ on a large scale đây, đó chính là một cái phạm vi rộng hơn. Nó không được chấp, may not be accepted on a large scale, nghĩa là không thể được chấp nhận ở một phạm vi rộng hơn. Tức là sao? Tức là nó rất là khó để có thể được trồng một cách phổ biến hơn trong đối với người nông dân cũng như là người tiêu dùng. Đó chính là may not be accepted on a large scale, bạn không được chấp nhận ở cái phạm vi lớn hơn. Được chưa các bạn? Và cái ý tưởng về việc trồng và ăn những cái unusual plant này, ăn tức là sao? Tức là trở thành những cái nguồn thực phẩm mới. Được chưa? Trồng, đây, grow. Thì rõ ràng sau khi đọc cái thông tin vừa rồi, chúng ta thấy được là cái ý tưởng trồng và ăn những cái thực phẩm unusual plant này, những cái cây không bình thường, những cây khác thường, nó đang nói tức là những cái cây không được nhiều người biết tới đó các bạn, obscure plant này, thì không được chấp nhận on a large scale, không được chấp nhận ở một phạm vi rộng hơn. Tức là sao? Rất khó để có thể phổ biến đối với người nông dân cũng như là người tiêu dùng. Đó chính là cái on a large scale mà đề đang nói tới đó. Ok, vậy thì ai nói các bạn? Jonathan Jones. Đáp án câu số 20 sẽ là G. Rồi, được chưa các bạn? Tiếp theo chúng ta cũng sẽ đến với câu số 21. It is not advisable for the future direction of certain research to be made public. It's not advisable, các bạn, là không nên. Không nên hướng, có nghĩa future direction, có nghĩa là những cái hướng đi tương lai của một vài nghiên cứu á, thì không nên được made public, tức là không nên cho quá nhiều người biết, không được nên công bố rộng rãi. Thì có hôm mốt này chúng ta hiểu rằng là những cái định hướng tương lai của một, những cái định tướng tương lai của các nghiên cứu á, thì không nên được công bố rộng rãi tới công chúng. Ok. Thì chúng ta cũng đoạn y luôn, chúng ta đọc câu này giúp thầy. Ở đây ông Cutler, ông không didn't want to reveal which species were in his team size. Ông Cutler này, ông không muốn tiết lộ, reveal là tiết lộ bạn, không muốn tiết lộ cái loài nào đang nằm, những cái loài này đang nằm trong tầm ngắm của team ấy. Bởi vì sao? Cái CRISPR nè. Cái công nghệ CRISPR nè, nó đã khiến cho cái quá trình trở nên rất dễ dàng rồi. Nên ổng không có muốn tiết lộ là những cái loài nào đang nằm trong tầm ngắm của tiêu mấy. Ai, ổng còn nói thêm một câu là sao?
Anyone with the right skill could go to their lab and do this. Ai với kỹ năng chuyên môn cao, ai với những cái kỹ năng chuyên đã có kỹ năng chuyên môn thì sao? Hãy sẽ nên có thể đến phòng lab và tự làm. Chứ ổng không có tiết lộ. Rõ ràng là sau cái thông tin này chúng ta thấy rằng là ông này ổng khuyên là không nên đưa cái định hướng trong tương lai của một vài nghiên cứu mà cho nhiều người biết, không nên. Và cái việc là not advisable to be made public, tức là sao? Ông nói cái câu là ông didn't want to reveal, ông không muốn tiết lộ. Những cái hướng đi tương lai của nghiên cứu của ông thì ông kêu là những cái loài nào đang nằm trong cái tầm ngắm của ông, tức là cái hướng đi tương lai của ông là những cái loài nào nằm trong tầm ngắm của ông sẽ không tiết lộ. Thì không nên tiết lộ tức là sao các bạn? Ông không tiết lộ tức là sao? Không nên công bố một cách public, một cách rộng rãi cho công chúng biết, đúng không các bạn? Ai có skill thì tự vô phòng lab và làm và tự làm lấy. Thì nhờ cái thông tin này thì người nói chính là ông George Cutler, như các bạn đã thấy đây. Vậy đáp án câu này sẽ là A. Chúng ta cùng đến với câu số 22. Present efforts to domesticate present effort là cái nỗ lực hiện tại. Domesticate one wild fruit, để mà trồng trong nhà một cái loài hoang dã, một cái loài trái cây hoang dã. Thì sao? Thì sẽ bị giới hạn, có nghĩa là cái nỗ lực hiện tại để trồng một cái loài cây hoang dã trong nhà thì bị giới hạn bởi vì cái chi phí bỏ ra, the cost involved. Thì chúng ta cùng đến với đoạn D, chúng ta có thể thấy đây. Ở đây có ông Van Eck, ông nói một câu như thế này. There's potential for this to be a commercial crop. Thì cái commercial crop ông đang nói tới đó chính là cái loài ground cherries đó các bạn. À, các bạn. Cái loài ground cherries và ông cái team của ông Van Eck này á, ông đã sửa đổi cái gene của cái loài ground cherry này để tăng về kích thước. Và ông muốn tăng kích thước là bởi vì ông không muốn cái trái cây này nó bị rớt xuống, đúng không các bạn? Stop fruit dropping. Thì đây, ông này ông nói một câu như thế này. There's potential for this to be a commercial crop. Cái cây này, cái loài này vẫn có thể là một loài rất là tiềm năng để có thể trở thành một cái mùa vụ mang tính thương mại. Tuy nhiên, cái cô này, cái cô Van Eck này cổ cho rằng cái gì? Taking work further would be expensive. Bismillah mắt. Có nghe sao các bạn? Taking the work further nghĩa là nếu mà tiến xa hơn thì sẽ rất là mắc. Bởi vì chúng ta phải trả tiền cho giấy phép nè, pay for a license nè. Chúng ta phải trả tiền cho giấy phép về ứng dụng công nghệ technologies CRISPR. Chúng ta phải trả cái giấy phép cho cái công nghệ CRISPR. Cũng như là những cái đơn chấp thuận, nên các bạn chúng ta phải trả tiền. Thì rõ ràng là nó limited là bởi vì những cái cost involved. Cái nỗ lực hiện tại để trồng một cái cây hoang dã và cái loài hoang dã, một cái loài trái cây hoang dã mình mà cái ông Van Eck này cái cô Van Eck này có đang nói tới đó chính là ground cherry các bạn, thì bị limited, đúng không các bạn? Bởi vì sao? Bởi vì cái cost, những cái cost mà được bao gồm trong cái việc mà phát triển cái loài cây đó trong nhà, thì cái cost là gì? Đó chính là bạn phải trả tiền cho giấy phép nè, pay for license nè, và bạn phải trả tiền cho những cái đơn chấp thuận regulatory approval, những cái đơn chấp thuận mang tính thường xuyên nè, như các bạn. Thì rõ ràng là cái số tiền bỏ ra rất là mắc, nên nó bị limit. Cái việc trồng cái loài ground cherry trong nhà sẽ bị limited. Do vậy đọc thông tin này xong, chúng ta biết rằng là cái researcher mà nói cái thông tin câu số 22 đó chính là Joyce Van Eck, các bạn. Chúng ta cùng đi tới câu số 23. Humans only make use of a small proportion of the plant's food available on Earth. Humans chỉ có thể sử dụng được một tỷ lệ rất là nhỏ của những cái thức ăn làm từ thực vật có sẵn trên trái đất.
Tức là chúng ta phải hiểu thông tin này, nó là con người họ họ mới sử dụng được một lượng rất là nhỏ những cái đồ ăn làm từ thực vật mà có sẵn trên trái đất này thôi. Mình sẽ sử dụng, chúng ta sẽ tận dụng rất là một cái tỷ lệ rất là nhỏ thôi. Thì chúng ta cùng đến với cái tác giả nói đến câu đó ha. Thì các bạn hãy cùng kéo lên cái đoạn đoạn đầu tiên đó các bạn. Các bạn cùng lên kéo lên cái đoạn đầu tiên, qua đây chúng ta đọc câu này. Có khoảng 50.000 loài cái chữ cái tính từ edible này. Edible này có nghĩa là gì bạn? Có thể ăn được. Vì edible plants có nghĩa là những cái loài cây có thể, những cái loài thực vật có thể ăn được. Thì chúng ta có tới 50.000 loài thực vật có thể ăn được trên thế giới. But 90% of our energies come from just 15 crops. Nhưng mà 90% những cái nguồn năng lượng của chúng ta chỉ đến từ 15 loài thôi. 15 loài thôi. Rõ ràng là có 50.000 loài ăn được mà những cái nguồn năng lượng của chúng ta có chỉ đến được 15, chỉ đến từ 15 loài thôi. Tức là chúng ta, tức là câu này có thể hiểu rằng là con người mới tận dụng được một tỷ lệ rất rất là nhỏ của những cái loài cây, mà những cái thức ăn bắt nguồn từ những loài thực vật mà có sẵn trên trái đất, đúng không các bạn? 50.000 loài mà chúng ta mới ăn được có 15 loài thôi. 15 crops thôi. Một tỷ lệ rất nhỏ. Do vậy ai nói các bạn? Đó chính là John Cutler nói. Do vậy đáp án câu số 3 sẽ là A. Và vừa rồi thì thầy đã đi qua được các cái câu hỏi của dạng bài Matching Features, hoặc có một tên gọi khác là Matching Names, là chúng ta sẽ phải đi tìm coi những cái statement của câu hỏi là do ai nói. Thì cũng như dạng bài Matching Information, các bạn phải đọc được những cái diễn đạt, những cái diễn giải của câu hỏi và những cái diễn, cái cách họ diễn đạt những thông tin đó trong bài như thế nào để chúng ta chọn đáp án. Ok, chúng bạn phải có khả năng đọc được cái cách diễn giải của họ trong bài đọc, và so sánh những cái diễn giải đó với những cái diễn giải trong cái thông tin mà chúng ta nhận được ở dạng bài này để chúng ta tìm ra đáp án ha. Ok, nhưng mà thầy nghĩ rằng đây là một dạng bài theo thầy là các bạn có thể tìm ra được những cái đáp án rất dễ dàng, bởi vì chúng ta chỉ cần đi tìm những cái nơi nào trong bài mà có những cái vị trí của những cái tên này. Ví dụ như là chúng ta sẽ đi tìm những nơi có chữ cho Cutler nè, Garcia, Gao, Joyce Barnett, Jonathan Jones. Thì những cái statement gần đó các bạn chỉ cần đọc kỹ nội dung và so sánh với những thông tin đề cho câu câu hỏi cho là các bạn sẽ chọn được đáp án thôi ha. Ok, và chúng ta sẽ đến với dạng bài cuối cùng của Passage 2, đó chính là dạng bài Sentence Completions 24-26, 24, 25 và 26. Ok, chúng ta cùng, ở đây chúng ta sẽ được điền một chữ nha các bạn. Chúng ta cùng đến với câu số 24. In an undesirable trait such as loss of, một cái khoảng trống hay đó, và maybe caused by a mutation in a tomato gene, một cái đặc điểm mà không được ưa thích, không được mong muốn, một đặc điểm không mong muốn, giống như là cái việc mất đi cái gì đó, loss of, mất đi cái gì đó, có thể được gây ra bởi cái sự biến đổi, a mutation in a tomato gene. A mutation là sự biến đổi nè, trong cái mã gene của một trái cà chua. Thì hồi nãy chúng ta cùng đọc cái thông tin này ở đoạn B ha các bạn. Các bạn cùng đọc cho thầy với thầy ha. Đây. Trong bài đã nói một cái đặc điểm không mong muốn, an undesirable trait, đặc điểm không mong muốn này, less desirable trait, such as, cái chữ such as chúng ta thấy là ở một cái đặc điểm không mong muốn, ví dụ như là cái gì đó, thì trong bài nó cho các bạn là chữ for instance, ví dụ là các bạn ha, sẽ được gây ra bằng cách biến đổi cái mã gene của một trái cà chua. Thì trong bài nó đặt cho bạn một cái ví dụ ha, thì những cái trái cà chua mà được trồng trong supermarket, được trồng trong supermarket thì sẽ bị mất mùi của chúng. Vậy thì cái ví dụ đưa ra đó chính là cái việc mất mùi của những cái loài cà chua được trồng ở supermarket, và nó là cái ví dụ về một cái đặc điểm không mong muốn các bạn, đó chính là mất mùi. Cái đó đầu tiên của chúng ta sẽ là flavor,
loss of flavor. Chứ các bạn. Rồi, chúng ta cùng đến với câu số 25. By modifying one gene in a tomato plant. Bằng cách sử dụng xin lỗi các bạn, là bằng cách thay đổi một cái gene, một cái mã gen ở một cái loài cây cà chua. Những cái nhà nghiên cứu có thể made tomato three times is original. Tức là câu này có thể hiểu là bằng cách thay đổi cái mã gene của một cái loài cây cà chua thôi, thì những cái nhà nghiên cứu họ có thể khiến cho cái trái cà chua đó nó gấp 3 lần cái gì ban đầu của nó, gấp 3 lần cái gì, đúng không các bạn? Thì các bạn còn đọc một câu ở trong đoạn C như thế này. Thì cái ông Kutler team nè, cái team của ông Kutler, họ đã, chúng ta có thể thấy cái chữ 3 times, gấp 3 lần, thì ở đây chúng ta thấy cái chữ triple nè, là làm gấp 3 lần. À, vậy thì rõ ràng là bằng việc thay đổi mã gene, thì cái việc thay đổi mã gene là modifying one gene, thay đổi mã gene là modify, là thay đổi các bạn. Thì trong bài người ta dùng cái chữ edit. Edit là thay đổi luôn các bạn. Edit a gene nè. Được chưa? Vậy thì bằng một cái cách là thay đổi gene thôi, thì họ sẽ có, họ sẽ khiến cái size, triple the size, họ sẽ khiến cho cái size của cái fruit đó tăng gấp 3 lần. Tức là sao? Họ sẽ khiến cho cái tomato đó gấp 3 lần cái size ban đầu của nó, đúng không các bạn? Vậy đáp án của chúng ta chính là size. Được chưa các bạn? Đấy. Rồi. Và chúng ta cùng đến với câu, ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của dạng bài sentence completion của passage 2 ha các bạn. Tại đây người ta có nói đến chữ là a type of tomato, một cái loài cà chua, which was not badly affected, không bị ảnh hưởng một cách, có thể là một, không bị ảnh hưởng một cách rất là tiêu cực ha, một cách rất là tệ. Ở đây chúng ta hiểu rằng là was not badly affected by là không bị ảnh hưởng, không bị hại, không bị làm hại bởi cái gì đó. Và cái loài cà chua này rất giàu vitamin C, were rich in vitamin C. Thì cái loài cà chua đó được tạo ra, được sản xuất ra bởi một cái team của những nhà nghiên cứu đến từ Trung Quốc các bạn. Thì chúng ta cùng đọc một đoạn này ở đoạn C với thầy ha. Thì ở đây chúng ta thấy được những cái keyword là vitamin C và China đã xuất hiện trong cái khúc này rồi, ở ngay đoạn C. Và chúng ta cùng đọc coi là cái một cái loài cà chua mà không bị ảnh hưởng bởi cái gì đó, không bị ảnh hưởng một cách không bị ảnh hưởng một cách rất là tiêu cực, một cách rất là hại, không bị gây hại bởi, đúng không các bạn? Badly affected by, không bị gây hại bởi. Thì mấy con đọc câu này ha. Bằng cách này thì những cái in this way đây nó tới đến cho là cái team ở China. Thì cái team ở China này có thể tạo ra một cái loài, cái chữ strain này các bạn, như hãy nói cái chữ strain này chính là paraphrase của chữ type, loại ha. Tạo ra một cái loại mà có thể chống lại căn bệnh tên là bacterial spot rays, which can devastate use, có thể gây hại đến mùa màng sản lượng. Và tiếp theo đó họ có một thông tin như thế này, họ còn tạo ra một cái loài khác, they also created another strain, họ tạo ra một cái loài khác mà salt tolerant. Cái sự salt tolerant này có thể là chịu được muối các bạn, tức là cái loài này họ chịu được muối, nó chịu được những ảnh hưởng của muối mang lại, nó chịu được những cái tác hại mà muối mang lại. Thì cái chữ salt, cái chữ tolerant này nè các bạn, chính là not badly affected by, tức là không bị ảnh hưởng, không bị gây hại bởi, tức là nó chịu được. Nghĩa là cái đó dù có hại, nó tác động tiêu cực, nhưng mà cái loài này vẫn chịu được. Thì cái chữ tolerant này chính là paraphrase của chữ not badly affected by. Vậy đáp án của chúng ta chính là salt, muối. Ngoài ra thì cái chữ rich in vitamin C, giàu vitamin C, nó paraphrase thành là có cái mức độ vitamin C cao đó các bạn, has higher vitamin C. Như vậy đáp án của chúng ta chính là salt ha. Ok. Thôi thì thông qua cái bài giảng này thì hy vọng là các bạn có thể hiểu được cái cách mà họ diễn đạt thông tin cũng như là paraphrase thông tin
những cái keyword trong bài hỏi và trong bài đọc như thế nào để các bạn có thể hiểu được hơn cái cách mà một cái bài reading passage được cái kỳ thi IELTS này đưa ra ha. Và đối với cách tiếp cận này thì như các bạn á, như các bạn đã thấy rằng là ngoài cái việc chúng ta hiểu được cái nghĩa của từ vựng, chúng ta phải hiểu được luôn cái cách diễn đạt của họ như thế nào thì chúng ta mới có thể chọn được, lựa chọn được đáp án chính xác. Phần trình bày của thầy về cái việc mình giải được các cái loại câu hỏi ở Reading Passage 2 Test 2 của quyển Cambridge 17 ha. Hy vọng các bạn có thể thấy được rằng là bài giải này hữu ích. Và vừa rồi thì chúng ta đã xử lý xong Passage 2 Test 2 của Cambridge 17. Các bạn có thắc mắc gì về các chặng đề vừa rồi, các bạn có thể comment bên dưới để thầy có thể giúp các bạn xử lý hiệu quả hơn trong kỳ thi IELTS sắp tới nhé. Và đừng quên like, subscribe cũng như là ấn nút vào chuông bên cạnh để có thể theo dõi những video giải đề sau của IELTS Viettop. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.